Những câu chuyện không thể tin nổi chủ điểm mùa cứ diễn ra khiến bao người phát sốc. Không ngờ, ngoài đời thật đôi khi lại xảy ra những tình huống tréo ngoa hơn cả trong phim vậy. Mới đây, một chú rể vừa trải qua đám cưới của mình lên mạng chia sẻ, tôi vừa lấy vợ các ông A, đăng ký rồi mà cưới thì mới được một nửa, kéo toang sớm thôi. Đúng là nhục không để đâu hết nhục. Con vợ tôi nói chung không phải nết na khéo léo gì nhưng được cái biết đối nhân xử thế, sống có trước có sau thế mà không hiểu sao đúng cái ngày trọng đại nhất nó làm cho một quả lanh tanh bành thế này có khẩu tôi không. Bọn tôi là người cùng làng, lớn lên học mỗi đứa một trường nhưng vẫn yêu thương nhau. Ra trường ổn định cái là cưới luôn. Vợ tôi phải tội tính vẫn còn trẻ con và hơi ngang bướng, mấy lần tôi góp ý nó có sửa đổi. Cách đây 2 tuần, trước khi ăn gỏi nó cứ muốn hai đứa đi đạp lễ gì nó bảo tính mẹ tôi chia ly, tính toán. Nhà bên ấy có mỗi nó là con độc, bố mẹ lại kinh doanh nên muốn lễ ăn gỏi tươm tất cho đẹp mặt. Tôi thấy nó nghĩ thế cũng phải, thế là hai đứa vô tư đi đạp chính tráp. Hôm đi chụp ảnh cưới về nó sang nhà tôi ăn cơm thì mẹ tôi có nói là đạp tráp chỗ nọ chỗ kia. Tôi quên cúi mất không báo bà là bọn tôi đạp rồi, thế là mẹ tôi khó chịu ra mặt, nghĩ do vợ tôi xúi giục nọ kia xong ghét nó luôn. Bà tức bảo, ngày trước cưới chị Mai, nhà anh Kim đưa 5 quả, lên hẳn vẫn đẹp có ai nói năng gì đâu. Khổ nổi con của chị gái tôi vào lớp 2 rồi mà mẹ tôi so sánh buồn cười. Tôi thì không khéo nên cãi mẹ trước mặt vợ. Kết quả là nó đùng đùng bỏ về. Mẹ thì đai điếm, vợ giận luôn cho một tuần. Không ngờ việc chuẩn bị đám cưới nó lại phức tạp thế đấy các ông A. Nào mua cái nọ, sắm cái kia toàn là mẹ với vợ ngược ý nhau, rồi có lần vợ tôi sang nghe được mẹ tôi nói không cưới thì thôi, nhà này không cần ngữ ý. Thành ra bọn tôi cãi nhau suốt. Gần đến ngày cưới đã nịnh nó cho vui vẻ rồi vì tôi cũng biết tính mẹ mình thế mà ai ngờ. Đây là con vợ tôi bị bạn nó chụp lại, nó kêu trắng đời giữa ngày cưới của nó xong không hiểu kiểu gì mà nó nóng đến mức náo loạn thế này đây. Mà tính vợ tôi cứ tí bia rượu vào là bán dời không văn tự. Thôi thì sự cố là khó tránh khỏi nhưng nào ngờ đúng lúc nhà trai sang đón dâu thì nó lao từ trên gác xuống tuyên bố phải giẫm chân mẹ chồng phát để sau này về làm dâu không bị đè đầu cưỡi cổ. Mà tôi cũng đến chịu với bạn bè, anh em nhà nó luôn, ai đời cô dâu đã vào phòng rồi mà còn ra nông nổi này. Mà chẳng hiểu nó ứng ức đến mức nào lại dám điều như thế. May mà lúc ấy bố nó phi lên nhanh bịt mùng nó vào được xong báo hai họ là cô dâu trúng gió. Nhưng vẫn không qua được ải mấy bà hàng xóm đang phụ giúp trong bếp. Giờ đến tai mẹ tôi không khí gia đình mới cưới được 3 ngày mà không khác gì chiến trường. Con dâu mẹ chồng động tí hầm hè nhau. Tôi phải làm sao đây các ông ơi? Ảnh minh họ. Quả thật câu chuyện trên thật quá én le. Mâu thuẫn bùng phát ngay từ khi cô nàng này chưa về làm dâu, nó bị kìm nén đến mức cô đã để xảy ra những hành động khiếm nhã ngay trong ngày trọng đại của mình. Có người bình luận, đây là lời anh con trai kể lại mà còn thế này, sự thật chắc bà mẹ chồng còn kinh khủng gấp 10, chả trách, tuổi trẻ đâu có thể cam chịu được như ngày xưa. Nhưng cũng có người cho rằng cô gái này quá trẻ con, thiếu sự khôn khéo nên mới để xảy ra như vậy hoặc do cả hai người họ đều chưa sẵn sàng mọi thứ để làm chủ một gia đình. Trong câu chuyện này ai cũng có lỗi và cái quan trọng nhất họ đều không bỏ qua cái tôi để nhận ra một điều họ sắp trở thành những người thân trong một gia đình. Thiết nghĩ ai cũng muốn có một đám cưới để đời, ai cũng mong mọi thứ được trọn vẹn theo ý mình nhưng đôi lúc cũng phải nghĩ cho mọi người xung quanh, nếu hy sinh thứ nhỏ mà đạt được hạnh phúc to thì sao phải sân si với nhau làm gì. Nếu ai cũng biết nhận thức, mỗi người nhịn một chút, vì nhau một chút chắc hẳn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì xấu hay đẹp cũng chỉ mình nhà mình được hưởng. Đặc biệt đối với phụ nữ những người giữ lửa trong gia đình nhẫn nhịn và bao dung lại càng quan trọng.